Đã làm cái gì rồi? Mà vừa mới làm xong ấy. Cô ấy nói cô ấy đã kiểu vừa nhìn thấy cái ông Rai. Cô ấy nói câu này có lẽ anh không chưa 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 biết làm là mẫu giúp anh câu này. Okay. She says that she had already. Already mình sẽ để giữa những cái con này nhá. Already seen. Cái này mình sẽ chuyển đến B2 này. Còn cái này là trạng từ, những cái trạng từ này luôn luôn đặt ở giữa header với cả B2. Và anh chú ý nhé, đây còn là một cái kiểu nữa là says, cô ấy đã nói rằng cô ấy đã nhìn thấy cái ông Bryce này đúng không ạ? Thì có nghĩa là cái việc mà cô ấy nói và việc cô ấy nhìn có nghĩa là cô này đang kể lại là cô này nhìn thấy cái ông Rice. Thì theo anh là cái hành động nào phải có trước? Mình Nhìn đã nhìn thấy, thấy anh rồi nói thì mình nhìn đã đi thấy. kể rồi đúng không ạ? Đấy, thế nên là mình nhá, và cái này nó cũng là một dạng khác nữa, gọi là câu gián tiếp. Câu gián tiếp nghĩa là sao? Nghĩa là mình nhắc lại lời của một người khác. Ví dụ là em nói với anh là hôm nay em đi học, nhưng mà khi mà như người khi ví dụ người thứ ba nhại lại, kiểu muốn nhắc lại lời của em ấy, sẽ nói là Linh nói với anh rằng cô ấy đã đi học hôm đó. Đấy, nó sẽ là lời thì. Đấy, nhưng mà bây giờ nhá, mình cứ nghĩ theo kiểu đơn giản hành động nào xảy ra trước thôi. Tóm lại là cô này phải nhìn thấy trước thì cô ấy mới nói được, đúng không ạ? Thế nên là mình chỗ này mình sẽ chia quá khứ hoàn thành. Cô ba. Chờ sau khi nói với xong lấy một thì anh sau khi lấy quá khứ hoàn thành là quá khứ hoàn thành là xảy ra trước Vâng. thì go Anh nhìn đi ạ, có cái từ gì đấy rất là đặc biệt. từ after after Đúng rồi. sau khi tức là cái thằng thằng sau này sẽ Sau là khi quá khứ làm thì đơn anh mới ngủ. Vâng, thế quá tóm lại khứ là câu này sẽ chỉ gì ạ? chia thành when Đúng không ạ? 4 ạ. me. Từ thâu ấy nghĩa là gì nhỉ? T O Thâu L là T. nói ấy. Nói ấy. À, chia chia của talk. Anh ấy nói Đúng không ạ? tôi anh ấy